Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thống kê. Định nghĩa đơn giản của thống kê là gì? Thống kê là một nhánh của toán học liên quan đến thu nhập dữ liệu, tổ chức, phân tích, giải thích và trình bày. Ngoài việc là tên của một lĩnh vực nghiên cứu, từ thống kê còn dùng để chỉ các tổ, chắc số được sử dụng để mô tả dữ liệu hoặc các mối quan hệ. Một ví dụ về thống kê là gì? Thống kê được định nghĩa là dữ liệu, số và là lĩnh vực toán học liên quan đến việc thu thập, lập bảng và giải thích dữ liệu số. Một ví dụ về thống kê là một báo cáo về các con số cho biết có bao nhiêu tín đồ của mỗi tôn giáo ở một quốc gia cụ thể. Số liệu thống kê được sử dụng để làm gì? Thống kê là tập hợp các phương trình toán học mà chúng ta đã sử dụng để phân tích các thứ. Nó thông báo cho chúng ta về những gì đang xảy ra trên thế giới xung quanh chúng ta. Thống kê rất quan trọng vì ngày nay chúng ta sống trong thế giới thông tin và phần lớn thông tin này được xác định theo toán học bởi sự giúp đỡ thống kê. Thống kê và tầm quan trọng của nó là gì? Tầm quan trọng của thống kê: kiến thức thống kê giúp bạn sử dụng các phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu, sử dụng các phân tích chính xác và trình bày kết quả một cách hiệu lực quả. Thống kê là một quá trình quan trọng đằng sau cách chúng ta khám phá khoa học, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và đưa ra dự đoán. Thống kê nói cách đơn giản là gì? Thống kê là một nhánh của toán học liên quan đến thu thập dữ liệu, tổ chức, phân tích, giải thích và trình bày. Ngoài việc là tên của một lĩnh vực nghiên cứu, từ thống kê còn sử dụng để chỉ các số lượng, sử dụng để mô tả dữ liệu hoặc các mối quan hệ. Thống kê và mục đích của nó là gì? Mục đích của thống kê dạy mọi người sử dụng một mẫu giới hạn để đưa ra kết luận thông minh và chính xác về dân số lớn hơn. Cách sử dụng các bảng hiệu, bảng biểu, đồ thị và biểu đồ đóng một vai trò quan trọng trong việc trình bày các dữ liệu được sử dụng để vẽ những kết luận. Thống kê được sử dụng trong giáo dục như thế nào? Là một nhánh của kiến thức. Nó đề cập đến việc thu thập, phân tích, trình bày và giải thích dữ liệu. Thống kê là rất quan trọng trong giáo dục vì nó giúp thu thập, trình bày, phân tích và giải thích dữ liệu. Nó cũng giúp rút ra kết luận chung. Thống kê rất hữu ích trong việc thực hiện công việc nghiên cứu. Các tính năng chính của thống kê là gì? Một số đặc điểm quan trọng nhất của thống kê như sau. Nó bao gồm các tập hợp của dữ kiện. Nó bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân. Nó nên được thể hiện bằng số. Nó phải được liệt kê hoặc ước tính chính xác. Nó nên thực thu thập một cách có hệ thống. Nó nên thực thu thập cho một mục đích các xác định trước. Giới thiệu về thống kê là gì? Thống kê là một khoa học toán học bao gồm các phương pháp thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu theo cách mà các kết luận có ý nghĩa có thể được rút ra từ chúng. Các sự kiện được xử lý bao gồm các sự kiện xảy ra hàng ngày như tai nạn, giá cả, hàng hóa, kinh doanh, thu nhập, dịch bệnh, dữ liệu thể thao, dữ liệu dân số. Hai mục đích chính của thống kê là gì? Hai phương pháp thống kê chính được sử dụng trong phân tích dữ liệu. Thống kê mô tả, tóm tắt dữ liệu từ một mẫu bằng cách sử dụng các chỉ số như độ lệch trung bình hoặc độ lệch chuẩn. Và thống kê suy luận, rút ra kết luận từ dữ liệu có thể thay đổi ngẫu nhiên. Ví dụ lỗi quan sát, biến thể lấy mẫu. Thống kê khó như thế nào? Thống kê không khó vì một chủ đề gây ra thống kê là vấn đề của khoa học và logic. Nó chủ yếu thường được toán học và logic. Chúng ta sử dụng số liệu thống kê trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng trung bình hoặc trung bình, độ lệch trung bình, độ lệch chuẩn,
Để hiểu số liệu thống kê hợp lý hơn, hãy cố gắng liên hệ các vấn đề với các ví dụ thực tế. Số liệu thống kê có dễ học không? Vâng, kiến thức là cần thiết, nhưng nó không đủ. Thống kê không có ý nghĩa với sinh viên vì nó được dạy ngoài ngữ cảnh. Hầu hết mọi người không được sử dụng sử học thống kê cho đến khi họ bắt đầu phân tích dữ liệu trong nghiên cứu của riêng họ. Vâng, nó làm cho những lớp học khó khăn. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.